là một trong hai dự án vượt lũ trọng điểm từ nguồn vốn của Trung ương do Trung tâm Quản lý Đầu tư và Khai thác Thủy lợi thuộc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Lâm Đồng làm chủ đầu tư. Công trình hồ thủy lợi Đà Lây, huyện Đạ Tẻ sau khi hoàn thành sẽ cung cấp nguồn nước tưới cho trên 1.400 ha đất sản xuất và nguồn nước sinh hoạt cho khoảng 7.000 nhân khẩu của hai huyện Đạ Tẻ và Cát Tiên. Theo dự kiến, cuối năm 2017, dự án sẽ hoàn thành các hạng mục công trình cụm đầu mối. Tuy nhiên, do điều chỉnh lại phê duyệt để tăng dung tích nước, nên dự án bị kéo dài thêm hơn một năm. Hiện nay, đơn vị chủ đầu tư cùng với các nhà thầu đang tập trung nhân lực, vật lực để đẩy nhanh tiến độ thực hiện công trình. Dự kiến đến cuối năm 2018 sẽ hoàn thành hạng mục cụm đầu mối và triển khai xây dựng hệ thống kênh mương để sớm đưa vào sử dụng, phục vụ sự phát triển kinh tế xã hội địa phương, giải quyết khó khăn về nguồn nước tưới trên địa bàn. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Năm nay thời tiết diễn biến cực đoan, gần 100% diện tích cây điều bị mất trắng, khiến cho cuộc sống của nhiều hộ gia đình trên địa bàn huyện Đạ Tẻ lâm vào cảnh khó khăn. Là một người sinh sống lâu năm tại xã Đà Lây, ông Huỳnh Chua hiểu thế nào là sự thay đổi của thời tiết và khô hạn. Hiện nay trên 6 sào sắn của gia đình ông đang phải đối mặt với nguy cơ thiếu nước. Nếu như vậy trong vụ mùa này, sản lượng sắn sẽ giảm, ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của gia đình. Mấy năm nay không lụt nữa, thành gì là coi như nước là khô càng rồi, không làm được cái gì, cây cối cũng chết hết cả. Trong sẵn đi chơi chắc cô cụ đây. Cô cụ là vì thấp quá đi, hẳn phải lên cao đi thế này. Thấp đi lắm còn nước, như khô anh ngọ khô. Theo dự báo năm nay, nhiều diện tích sản xuất tại huyện Đạ Tẻ sẽ tiếp tục phải đối mặt với nguy cơ thiếu nước. Riêng vụ hè thu vừa qua, toàn xã Đạ Lây đã có gần 150 hectare lúa bị thiệt hại do hạn hán gây ra. Trong đó 6 trên 9 thôn, sản lượng lúa bị giảm đáng kể. Hàng chục hectare đất tại cánh đồng Lộc Lòa, xã Đạ Lây bị bỏ hoang. Hạn hán cũng khiến hơn 500 hộ bị thiếu nước sinh hoạt. Mặc dù hàng năm địa phương đã có nhiều giải pháp chống hạn, tuy nhiên tình trạng này vẫn chỉ là giải pháp tạm thời. Chính vì vậy, việc sớm hoàn thành đưa vào sử dụng hồ chứa nước Đạ Lây là mong mỏi của người dân trong vùng. Đối với xã Đà Lây là một xã nông nghiệp mà hiện nay là tình hình hạn hán là kéo dài, và Đà Lây là cái diện tích trong nông nghiệp là chủ yếu là trong điều, trong mì, trong lúa, mà nước thì phụ thuộc vào nước trời, nên đấy là cái việc chủ động nước là không đảm bảo và ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng của là sản phẩm cây trồng. Thì đối với địa phương cũng mong muốn là có cái công trình thủy lợi để phục vụ nước cho nhân dân trong sản xuất. Năm 2009, dự án hồ chứa nước Đà Lây được Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn phê duyệt với tổng nguồn vốn đầu tư gần 250 tỷ đồng, gồm hai hạng mục, cùng công trình đầu mối và gần 49 km kênh mương. Dự án sau khi hoàn thành sẽ cung cấp nước cho 3 vụ sản xuất với trên 1.400 ha và nước sinh hoạt của khoảng 7.000 nhân khẩu xã Đà Lây, Hương Lâm và một số xã vùng phụ cận của huyện Đạ Tẻ, Cát Tiên. Sau gần 2 năm thi công, công trình bị gián đoạn do khó khăn trong khâu giải phóng mặt bằng và điều chỉnh lại quy hoạch thiết kế nhằm tăng dung tích nước tưới. Hiện công trình hồ thủy lợi Đà Lây đang bước vào thực hiện gói thầu số 2 xây dựng đập tràn xả lũ. Là một trong những công trình trọng điểm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trong việc cung cấp đảm bảo nguồn nước sản xuất cho hai huyện Cát Tiên và Đạ Tẻ. Cho đến thời điểm này thì mọi công tác chuẩn bị từ nhân lực, vật lực cho đến các cái phương tiện máy móc đang được các nhà thầu, đơn vị thi công triển khai một cách cụ thể, làm sao để dự án công trình hồ thủy lợi Đà Lây đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đề ra. Theo chủ đầu tư và các đơn vị thi công, gói thầu số 2 đến nay đã cơ bản hoàn thành trên 40% khối lượng các hạng mục công trình. Riêng gói thầu số 1 đập lấy nước, tiến độ đạt trên 20% kế hoạch. Thì trong quá trình, nói chung trong giai đoạn đầu á, thì cũng đang gặp rất nhiều khó khăn. Ví như mưa năm vừa rồi, nó cũng có ít nhiều cũng gây khó khăn và cũng ảnh hưởng ít nhiều về cái chỗ chất lượng trong đó. Nhưng mà trong khi qua năm nay rồi thì bên chủ nhà thầu là tập trung vừa làm tất cả những khối lượng còn lại theo dự kiến của chủ đầu tư là cỡ khoảng 3 đến 4 tháng thì xong được cái phần xử lý đó. Thì bên gói thầu số 2 sẽ tiếp tục hoàn thành cái phần khối lượng còn lại để đã bảo đảm là đến tháng 11 năm nay là chặn được dòng. Công trình thủy lợi Đà Lây có cái nhiệm vụ khi thi công hoàn thành tưới cho 1.400 hectare đất sản xuất nông nghiệp
cũng như là cái thêm về cái nước sản xuất cho cái khu vực diện tích đất sản xuất của xã Đạ Nây và xã Hưng Lâm. Địa phương thì cũng rất là mong muốn công trình sẽ triển khai thi công đồng bộ cả hệ thống công trình đầu mối lẫn hệ thống kênh mương để sớm đưa công trình vào phục vụ nhân dân. Không chỉ riêng gì hộ gia đình ông Chua mà nhiều hộ dân khác tại huyện Đạ Tẻ cũng đang khao khát nguồn nước tưới cho cây trồng hơn bất cứ lúc nào. Việc sớm đưa vào sử dụng công trình hồ thủy lợi Đạ Nây có ý nghĩa vô cùng quan trọng, không chỉ giải quyết khó khăn về nguồn nước tưới, nước sinh hoạt trên địa bàn, mà còn mở ra một cơ hội mới cho việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, góp phần xóa đói giảm nghèo, tăng nguồn thu nhập của người dân nơi đây. Cụ thể, trong tháng 2 vừa qua, Brazil đã xuất khẩu gần 2,5 triệu bao cà phê, thấp nhất trong vòng 4 năm qua, giảm 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Con số này sát với lượng cà phê mà Việt Nam xuất khẩu trong cùng kỳ là 2,48 triệu tấn.